Xin chào các bạn nhé. Nay thì mình sẽ chia sẻ review cho các bạn cái chặn giá bát. Và cái này thì nguyên liệu là 304 là inox không gỉ nhé các bạn nhé. Thì trong quá trình mình làm cũng như là lên cái sản phẩm này thì mình sẽ chia sẻ thực tế thì để cho các bạn tham khảo cũng như là xem để các bạn có một cái nhìn và lựa chọn tốt nhất khi mà mua hoặc là chúng ta làm những cái kích thước như chúng ta. Thì trước tiên đấy thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái này là cái kích thước là đi độ dài chiều dài là đi 1 mét, đây là khách đặt nhà mình, độ rộng là đi 40 phân. Đấy thì cái lan trên này, cái giá trên này thì là cái trên này cũng là cái này mình mua ngoài nhưng mình ghép vào cũng là cái chất liệu 304 đó. Thì inox 304 là cái loại inox là nó không gỉ và được bền và được khách hàng lựa chọn rất là nhiều. Và các cái tầng này thì mình lựa chọn là cái ống 1 phân cũng là 304. Đây. Cho thưa ra. Độ khoảng 3 m 3/8 đến 4 phân. Cái tầng này là để bát ăn cơm, bát tô đó. Và các cái mép trên của cái này ấy, thì mình cũng hàn một cái thanh nhỏ để đỡ, để cho bát khỏi ra ngoài. Thì cái thanh này chỉ là 1 phân thôi các bạn, để cho có cái độ thanh. Còn cái khung xung quanh này, cái cột và những cái khung chính thì mình cho 2 phân vuông. Đấy. Thì các bạn có thể tham khảo. Cái giỏ đũa thì mình tư vấn cho khách là lên làm cái giỏ đũa rời, vì ưu điểm là khi để đũa đây ta có thể nhấc ra ngoài rời ra phơi, vì các cái đũa trước là nó hay ẩm và nó rất dễ bị mốc. Thì lên tư vấn cho khách là nằm rời chứ không nên làm cố định. Thông thường những cái chạn bát ngoài thị trường hàng chợ đấy thì người ta hay làm cố định. Thì khi mà đem cả cái chạn bát ra thì nó rất là nặng, thì đây ta chỉ cần nhấc cái này ra để mà phơi đũa giống như là các cái thìa muôi dĩa giếc thì nó khô nó sạch sẽ hơn. Đấy. Cái này thì nói chung là kích thước phù hợp với những cái thanh như này thì mình cảm thấy bố trí cũng rất là hợp lý, trông nó rất là xinh chạn. Đấy các bạn nhìn, các bạn có thể nhìn thấy bố cục của cái chạn này. Đấy. Điểm nhấn của cái chạn này thì mình thấy là quá trình mình làm thì các cái góc này mình cảm thấy rất là tinh tế. Nó khi mình mài đi ấy, đấy. Trông nó không có cạnh. Đấy. Trông nó khá là thẩm mỹ. Thì mình ưng nhất là cái đầu này. Đấy. Thì cái lốc 74 cũng như cái chạn bát này thì đơn giản, nó không vuông. Quan trọng là cái độ vuông và độ thanh. Đấy thì những cái điểm mà đấy là điểm mà inox 304 này thì những cái mẫu mình làm thì nó không hoa mỹ mà không cầu kỳ, nó chỉ cần cái chức năng chính là đựng để chắc chắn này, thứ hai là nó vuông, thứ ba là nó sạch sẽ, nó không gì. Thì các bạn có thể tham khảo một số các mẫu khác cũng như là cái nào các bạn ưng cái nào thì các bạn triển khai thôi. Đấy thì đây với kích thước như này, chiều cao là đi 90, gần 90 phân đó, 89 phân rưỡi. Đấy, rộng 1 mét. À quên, dài 1 mét, rộng 40 phân. Đấy, xin lỗi các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể ngắm cũng như là tham khảo. Đấy. Mình thì thỉnh thoảng cũng làm một số mẫu theo khách đặt. Thì người ta ưng cái kích thước nào cũng như là cái chất liệu nào thì mình làm cho khách. Thì các bạn mà băn khoăn thắc mắc cái gì thì cứ nhắn tin cho mình thì mình chia sẻ nhá. Thì video của mình thì nó cũng đến đây, review cũng đến đây là hết rồi. Thì xin chào các bạn nhé. Các bạn mà cứ tham khảo thôi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.